Chào tất cả FC. Anh em trong Crador của chúng ta. Tôi đến bằng Hà Bắc Trung Quốc. Và cái nhận được cái chủ đề này tôi nghĩ đến thời gian đầu thì tôi lựa chọn lọt toàn thời gian làm máy quay. Thông qua một cái hạn hội. Đó là một cái đại hội ngày Châu Chí Kiên tổ chức là đại hội năm. Lúc đó rất nhiều người. Tôi lúc đó là một trưởng phòng. Giống như anh chị cũng đến đây. Và đến đây là phải xếp hàng rất là dài. Và cứ đi theo người đối người và đi. Khi hội nghị bắt đầu, có một nhóm người là rất là phong thái, nho nhã, và được mời đến đi trên thảm đỏ. Bởi vì lúc đó tôi là lần đầu tiên tham gia Amway. Tôi thấy là tôi xếp hàng muốn chết luôn, mà tại sao lại có một cái nhóm người này họ có những cái đặc quyền như vậy. Và tôi mới hỏi người ta, người ta bảo là đây là cái nhóm người là đã hoàn thành mục tiêu Diamond. Và trước khi làm Amway tôi là một công chức nhà nước. Và tôi là cũng là một sở trưởng. Và với cái vị trí sở trưởng thì tôi không bao giờ phải đi xếp hàng. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái việc xếp hàng là cái việc là rất là mất mặt. Chính vì cái điều này, tôi đã thiết là một mục tiêu phải từ là Platinum hoàn thành Diamond. Và chỉ trong một năm đó tôi đã hoàn thành Diamond. Từ một Platinum trở thành một Diamond. Năm thứ hai, lại đi tham gia đại hội năm của thầy Châu Chí Kiên. Nhưng tôi không được mời đi trên cái thảm đỏ. Tôi vẫn phải xếp hàng dài dài. Tôi mới chạy đến là cái phòng của thầy Châu Chí Kiên là muốn nói với ông ấy, bởi vì tôi là một nhánh nhỏ của ông ấy. Tôi mới nói với ông ấy là vì sao là hôm nay tôi là Diamond không có cho tôi đi trên cái thảm đỏ. Tại sao tôi không được mời như đó? Ông ấy nói là bên năm nay thay đổi rồi, năm nay là phải từ EDC mới lên được. Ông ấy nói là bây giờ là Diamond thì nhiều như lợn con, thì Diamond không thể xếp hết được, phải từ EDC mới được. Và cái hội nghị 1000 mấy người, nhưng mà trong đó đặt hơn đây 200 Diamond rồi. Bởi vì như vậy là cái tỷ lệ nó hình như có vấn đề, thì là không có giá trị lắm đó không. Nên vì vậy ông ấy đã thay đổi là phải từ EDC mới được mời. Nhưng mà lúc đó tôi ngồi nghĩ, tôi nghĩ là không làm, không thể, không có dự định làm EDC. Lúc đó là năm 2003 đến 2004. Lúc đó là thời kỳ phát triển rất là nhanh của Amway. Rất là nhanh. Tôi nghĩ rằng là nếu mà năm sau tôi lên đi DC á, thì cũng không có cơ hội. Mà tôi làm luôn một phát một là Triple Diamond. Và khi tôi thiết là một mục tiêu như vậy là tôi cũng hoàn thành cái mục tiêu đó. Và tôi nghĩ rằng là làm Amway cũng như làm bất kỳ một công việc nào, trước khi anh chị làm, bạn muốn đạt được kết quả đó, bạn phải có một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Khi bạn có một mục tiêu rõ ràng như vậy, bạn mới biết được cái sự khoảng cách của chúng ta như thế nào. Và công việc tiếp theo, trọng tâm chúng ta đặt ở đâu. Có rất nhiều người nói là gì, trong Amway á, là người biết làm Amway là làm mục tiêu, còn người không biết làm Amway chỉ thuần tí là làm Amway. Và tôi biết là có rất nhiều nhà phân phối, họ rất là nỗ lực làm là đầu tắt mặt tối luôn, nhưng mà lại không có kết quả. Bởi vì là gì, họ chỉ làm Amway và vì làm Amway mà làm Amway, chứ không phải là làm mục tiêu. Và ngày hôm nay nếu như các anh chị là quyết định làm Amway, là anh chị phải đặt cho mình một cái mục tiêu. Đó là xây dựng kết cấu 4x4. Bởi vì đó là một cái nền tảng cho những cái mục tiêu bọc lót cho mục tiêu kế tiếp, để mà có thể phát triển cơi nới ra. Và đây chính là những cái nền móng. Và hôm nay chúng ta đã lựa chọn Amway, hãy cho mình đặt cho một cái mục tiêu rõ ràng để hoàn thành mục tiêu đó. Và dựa trên cái mục tiêu đó thì chúng ta đo được cái khoảng cách của chúng ta đi đến mục tiêu. Và tôi tin chắc rằng trong hệ thống Crado của chúng ta có rất nhiều người có thể là đứng trên cái vũ đài này. Và tôi tin chắc rằng đó cũng là lý niệm của Amway, là Amway dành cho tất cả những người bình thường. Và Crado cũng như vậy.